Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Mời nhà trai. Mời chào anh trai. Mời nhà gái. Wow, chất lừ luôn. À, mời em trai giới thiệu về mình nào. Dạ, con chào chú Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan, chào các vị khán giả trong trường quay và chào đàn gái. Em xin tự giới thiệu, em là Đặng Hoàng Xuân Quang, sinh năm 1992, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Ninh Thuận, nghề nghiệp là kỹ thuật viên điện mặt trời. Ở Ninh Thuận với ai? Dạ, con ở với ba mẹ. Ba mẹ với ai nữa Quang? Dạ, có mình con thôi. Lấy vợ về làm dâu đúng không? Dạ, nếu mà được vậy là tốt ạ. Mời nhà gái. Mời nhà gái. Gì vậy? Rồi. Hình ảnh một cô gái mà ôm cây đàn guitar mà rải những cái phím đàn thì tôi nói nó đã gì đâu là đã. Rồi bây giờ nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ, em xin kính chào quý vị khán giả và em xin chào hai MC. Em tên là Hà Hoàng Hiếu, năm nay 31 tuổi. Hiện em đang làm nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu. Em đang sống ở Thủ Đức ạ. Xuân Quang với Hoàng Hiếu cầm cái đàn guitar ngồi biển Ninh Thuận ha, gió nhẹ nhẹ ha, biển sóng nhẹ nhàng êm ái với tiếng đàn cất lên trời nó lãng mạn. Hy vọng rằng hai đứa sẽ có hình ảnh vậy nha. Dạ, con cảm ơn chú. Cảm ơn Hoàng Hiếu rất là nhiều. Bây giờ Xuân Quang nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm cho mình, cho Hiếu bên kia nghe đi. Ưu điểm của con là trung thực, làm việc có tinh thần trách nhiệm. Con còn tham gia hiến máu tình nguyện hay làm từ thiện nữa. Vậy là tốt ha. Điểm yếu của mình là gì Quang? Cũng hơi nhút nhát. Nhút nhát trong lĩnh vực nói chuyện với mấy bạn nữ ấy chú. Rồi mời nhà gái. Mời nhà gái nào. Ưu điểm của em là hướng nội, chân thành, thẳng thắn và thích giúp đỡ người khác, có ý chí cầu tiến, luôn cố gắng nỗ lực để mà hoàn thiện bản thân mình. Điểm yếu của em là em cũng rụt rè, nhút nhát và cũng ngại giao tiếp với đám đông. Mỗi lần muốn giao tiếp với người khác mà em ngại, em không nói được là em đàn thôi đúng không? Đường tình duyên mình sao này Xuân Quang? Dạ, con thì ít mối tình lắm ạ chú. Trước là quen có hai người thôi. Quen lâu không? Dạ, quen hồi học cấp 3 một người này. Ủa đó là Quang học đại học ở đâu? Dạ, con là học ở Thủ Đức ạ. Ủa sao học ở đây, không ở đây làm, về Ninh Thuận làm? Thực ra là con muốn làm ở sông Sài Gòn, nhưng mà ba mẹ thì kêu là giờ có mình con à, về muốn con làm gần nhà cho ba mẹ vui. Chứ ở Sài Gòn thì ba mẹ cũng nhớ, ngành nghề thì của con là về Ninh Thuận thì nó sẽ nhiều việc hơn. Đúng rồi, nhiều việc hơn. Sau Sài Gòn thì nó khá hiếm về cái ngành đấy. Ý là Ninh Thuận là nắng nhiều hơn, nên năng lượng tốt hơn đúng không? Dạ. Mối tình thứ hai là sao con? Quen cách đây khoảng một năm thôi. Cũng yêu nhau cũng sâu đậm khoảng nửa năm. Rồi con cũng không biết là lý do vì sao. Không được, bây giờ hai mối tình. Chú chưa thấy con tìm ra được cái nguyên nhân thì đến mối tình thứ ba mình không biết sao mình rút kinh nghiệm luôn á. Có thể là do con nhút nhát quá, yêu bạn ấy lâu rồi mà không dám thổ lộ. Đó cũng là một cái nguyên nhân. Khi trong tình yêu mình không có nói được cái lời yêu thương hay là mình không có hành động cái gì, mình nhút nhát quá thì đối phương cũng rất là lo. Dạ. Bây giờ nhà gái nói về từng tình duyên của mình. Trước giờ em có trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên là vào lúc khoảng năm ba đại học, em phát hiện ra bạn ấy có bắt cái hai tay, cho nên là em quyết định là nói rõ ràng xong rồi chia tay. Ba năm sau thì em quen đến mối tình thứ hai, kiểu như người bạn này của em thì cũng đồng tuổi nhau, cãi nhau rồi im lặng luôn, rồi tự kết thúc luôn. Trời đất ơi. Quang có hay cãi nhau bạn gái không? Dạ không ạ chú, nhường như bạn gái. Nếu như bạn bên kia cãi với con thì con sao? Quyết liệt để chiến thắng bằng nữ trong cái việc cãi nhau không? Dạ, nếu mà con chiến thắng bạn ấy thì con sẽ thất bại trong tình yêu. Hay lắm. Trời chào, hay quá, đàn hay quá. Mình học đàn lâu chưa? Dạ, em học đàn lúc nhỏ. Lớn lên thì em không có học nữa, mà em chỉ lâu lâu đánh cho vui thôi. Một cô gái xinh xắn, đàn hay, được. Mẫu hình lý tưởng sao nè? Tiêu chí của em là người đó phải là người chín chắn, trưởng thành,
biết quan tâm đến gia đình và cũng phải là người cầu tiến. Ngoại hình thì cao một chút, tách ra vẻ đàn ông, cũng sáng sủa trẻ trung. Bộ đàn ông giờ nhìn ra vẻ đàn bà lắm nha. Đàn ông nhìn ra vẻ đàn ông, nhìn nó đậm đà đó, manly chứ không phải là baby. Đẹp trai, phong trần đó. Nghe bạn gái bên kia chia sẻ về cái hình mẫu của một người đàn ông cũng như là tính tình mà bạn ấy mong muốn thì em thấy là em có đáp ứng được hay không? Được bao nhiêu phần trăm? Em đáp ứng khoảng 95%. Ồ, rất là tự tin đó. Thôi. Thế còn em thì sao? Hình mẫu bạn gái em là gì? Dạ, hình mẫu lý tưởng của em là bạn nữ là hiền lành, dễ thương, yêu thương bạn trai cũng như là gia đình của bạn trai. Mình có yêu thương người ta mới yêu thương mình. Dạ đúng rồi chú. Có công việc ổn định và nếu mà biết nấu ăn nữa thì càng tốt. Giờ không biết nấu ăn chỉ biết đàn thôi. Dạ. Được không? Nếu mà không biết thì em chỉ cho bạn ấy nấu. Đó. Ok. Bây giờ mình hỏi hai bên gia đình đi. Chàng trai đi với ai? Dạ, đáng lẽ là em đi với mẹ nhưng mà bữa nay là mẹ em bị đau chân ấy. Không đi được. Rồi có anh Quyền Linh hỗ trợ cho. Bên mình đi với ai? Thì em đi với hai dì. Có hai dì. Dạ, phải chào hai dì. Dạ, xin chào anh Linh và Ngọc Lan. Dạ. Thì hồi nãy giờ thì nghe hai cháu chia sẻ thì thấy rất là hai cháu rất là hòa hợp với nhau. Nhà trai thì con yên tâm là những cái yêu cầu mà con đặt ra bên nhà gái đáp ứng đầy đủ. Và coi như hả, dì cũng mong muốn là hai đứa tạo điều kiện cho nhau để đến với nhau và tìm hiểu sâu hơn. Dì xin cảm ơn. Cảm ơn dì. Dì thấy nhà trai thì sao nè? Cái ở nhà trai là nhìn con hả, phong độ con có. Và coi như hả, cái khi con chia sẻ thì dì thấy con có tính cầu tiến. Dạ. Và coi như cái sự điềm tĩnh và hở chín chắn của con thì nó sẽ tạo một cái nền tảng cho cái gia đình sau này sẽ êm ấm. Và những cái con chia sẻ đó thì gia đình nhà gái rất là an tâm để mà hở mong muốn là coi như hai đứa về với nhau. Hay quá. Cảm ơn dì. Cảm ơn dì. Thôi mình mở rào cho đúng hai rồi. Để gặp mặt đi ha. Mở rào. Chào em. Dạ em chào anh. Anh có món quà quên. Dạ tặng em. Dạ cảm ơn anh. Dạ em cũng có món quà tặng cho anh. Nó là cái ly gỗ và cái muỗng gỗ. Trên ly thì em có đặt khắc chữ nice to meet you giống như lời chào. Rất vui được gặp anh. Anh cảm ơn em. Rồi em chia sẻ trước về em. Thật ra thì tính của cách của em thì có phần hơi thụ động trong tình yêu á. Em thường hay mong muốn thì bên nhà trai sẽ là người chủ động dẫn dắt một mối quan hệ. Bây giờ là anh cũng gọi là chững chạc. Anh muốn là một tình yêu nghiêm túc. Anh quen rồi anh sẽ đi tới xa hơn. Một tháng thì anh vô thăm em được 1-2 lần thì em có đồng ý không? Anh sống và làm việc ở Ninh Thuận luôn. Đúng rồi em. Là anh không có ý định vào thành phố Hồ Chí Minh ở... Tại vì trước là anh ở Sài Gòn 3 năm, anh cũng muốn về quê cho nó gần. Với lại bố mẹ thì cũng kêu là giờ có một mình thôi, về với bố mẹ cho gần rồi lấy vợ rồi xây nhà, yên bề gia thất rồi mình kinh doanh thêm. Chứ anh không muốn đi làm thuê cho người ta biết. Yeah. Thật ra em nghĩ thì cái khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách giữa đường đi mà là cái khoảng cách giữa trong lòng của hai người. Nếu như mà em với anh mà có thể nói chuyện, có chia sẻ sự quan tâm lẫn nhau thì em nghĩ thì một tháng một hai lần thì có thể. Cái hình mẫu lý tưởng của em là như nào nhỉ? Em có thể nhắc lại thôi. Dạ, thực ra thì em thấy như anh thì cũng không khác gì mấy cho những gì em tưởng tượng. Nhưng mà em mong là người đó của em có thể là mạnh mẽ hơn một chút và cứng rắn hơn một chút, cũng như là quyết đoán hơn một chút. Cảm ơn, anh sẽ ghi nhận điều đó và anh sẽ cố gắng. Quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào? Hai bạn trao đổi với nhau luôn đi. Anh mong muốn là sau này khi mà kết hôn ấy, thì em về ở chung với anh. Thì nếu mà em không thích ở chung với bố mẹ thì hai đứa ra ở riêng. Nhưng mà không phải là ở tách biệt, tức là vẫn ở
trong một cái khu đất đấy mà xây cái nhà khác. Em cảm thấy sao? Con cái mình thì cũng phải lúc nào cũng phải hướng đến ba mẹ mình, cũng đúng, phải quan tâm đến ba mẹ, thì đó là điều em không có thắc mắc. Nhưng mà bởi vì em ở đây thì công việc của em thì hiện tại là cũng đi làm nhân viên thôi, với lại em cũng không có tài kinh doanh hay là gì hết, cho nên nếu em về Ninh Thuận thì em cũng không biết là em sẽ làm gì để mà tự độc lập, tự nuôi sao bản thân mình đó. À, cái đó thì anh có hướng đi rồi. À, anh tính là sau này lên Phan Giang mình sẽ mở shop quần áo này, hoặc là kinh doanh về ăn uống gì đó. À, ở chỗ anh là giờ nó đang phát triển về cái du lịch ấy em. Cái hướng của anh là lâu dài là như vậy. Đó. Rủi như nếu như mà kinh doanh không 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 được thì sao anh? À, thì người ta nói là phải thử mới biết được em. Đó, sẽ có thất bại rồi mình làm lại. Đó, người thành công là họ có lối đi riêng mà em. Bạn trai nó hay đó. Rồi bây giờ tiến gần nhau hơn để chúng ta có thể giao lưu về mặt cảm xúc với nhau, nắm tay nhau. Tay anh hơi lạnh. Rồi mình nắm như vậy nè, đó. Ừ, nếu mà về chung sống ấy thì lúc mà em nóng giận thì anh sẽ ít nói lại, và cũng ngược lại, anh có điều gì mà lỡ nóng giận ấy thì em cũng bỏ qua cho anh. Tại vì cuộc sống đâu phải ai là người hoàn hảo đâu. Đôi khi mình gặp áp lực trong cuộc sống ấy thì anh mong muốn là mình sẽ cảm thông cho nhau và bỏ qua cho nhau những lúc cơm không lành canh không ngọt ấy. Trong chuyện tình cảm thì quan trọng nhất là phải có sự thông cảm và thấu hiểu lẫn nhau. Nhưng bởi vì bản thân tính cách của em thì có phần nóng nảy và cũng hơi bướng nữa, cho nên là em nghĩ là cái số lần mà anh phải nhìn em giữa em chắc là sẽ nhiều hơn. Cho nên là hy vọng là cả anh và em những lúc đó mình cứ cùng ngồi lại và sẽ cùng tìm ra cái nguyên nhân của vấn đề ở đâu, chứ không thể là im lặng rồi để nó trôi xong vậy. Anh cảm ơn em. Tận đáy lòng của anh là anh muốn em dành cho anh một cơ hội để tìm hiểu em và có thể đi tới lâu dài. Đó là mong muốn của anh. À, tại vì anh cảm thấy em rất là phù hợp với anh, em rất là dễ thương. Cảm ơn anh. Hay lắm Quang, về ghế đi. Sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan, các bạn sẽ đưa ra quyết định của bản thân mình nhé. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Bạn bấm cùng lúc. Rất đẹp. Chính thức. Rồi, chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Đã, đúng đối tượng rồi đó. Con cảm thấy bạn ấy đang run. Bạn ấy run vì con cũng làm hơi quá mạnh dạn chút xíu. Không thể thiếu một nụ hôn đầu tiên cho ngày gặp mặt này đó Quang. Em cho phép anh được hôn em vào má được không nhỉ? Dạ được. Dạ, con xin phép hai dì ạ. Rất đẹp đôi luôn đó hai dì. Công việc tuổi tác quê quán của mình nha. Dạ vâng. Mình tên Lê Minh Hòa, đang làm ở tại Vũng Tàu và quê quán ở ngoài Thanh Hóa. Ừ, vậy là Thanh Hóa là còn ba mẹ ở ngoài đó hay sao? Còn ba mẹ em ở trong đó, còn hiện tại em đang làm và sinh sống tại Vũng Tàu. Ừ, là ba mẹ ở Thanh Hóa đúng không? Dạ vâng. Ừ, em sinh năm bao nhiêu Hòa? Em sinh năm 97. Rồi, 97 thì dự định bao năm nữa là mình sẽ kết hôn? Có thể là cuối năm hoặc là một năm nữa chị. Ừ, bây giờ công việc em đang làm là gì nè? Em đang làm bên điện lạnh chị. Thợ hả? Hay là sao? Em làm tự do hay là như nào? Em làm tự do thôi. Cái thu nhập thì sao, em ổn không? Dạ cũng cũng ổn chị. Ừ, là khoảng bao nhiêu thế em? Tầm 10 đến 15 thôi. Ừ. Ở nhà thì ở ngoài đó em ở nhà ai? Ở đâu á chị? Ở Vũng Tàu á, là mình thuê nhà hay mình mua nhà rồi? Là mình thuê thôi chị. Ừ. Mà sao đi xa dạ, Thanh Hóa mà vào Vũng Tàu là có lý do gì không? Nói chung là em thấy Vũng Tàu thì nó mát mẻ và thoáng hơn, em thích sống trong này hơn. Ừ. Ok, em nói một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của em giùm chị nha. Chung là điểm mạnh của em hả? Bây giờ em cũng chưa biết cái điểm mạnh của em là cái gì luôn đấy. Trời ơi,
Rồi sao cô gái chọn em? Chọn em vì lý do gì? Em điểm mạnh là nói chung là thoáng, hoạt bát, hòa đồng, với lại chung là với lại vui nhộn em ạ. Rồi, rồi ca hát được không? Em hát dở lắm. Em hay hát thôi chứ còn hát thì em hát dở à. Rồi, em nói em được bao nhiêu mối tình rồi? Em thì cách đây có mối tình cũng khá lâu, 5 năm 10 tháng 26 ngày. Cũng cũng lâu rồi nhưng mà cách đây phải 2 3 năm rồi. Vâng. Rồi. Rồi bây giờ cách 2 3 năm nhưng mà lúc đó lý do tại sao chia tay? Lúc đem đi bộ đội. Rồi sao? Thì bạn gái sao đi bộ đội nên chia tay hả? Yêu xa nên chia tay hả? Rồi cũng là mất, do mất liên lạc với nhau rồi bạn gái cũng đi làm rồi cũng có người khác. Nên là Rồi cũng bây giờ đang em chia mong muốn tìm một người như thế nào? Em chủ động nói chuyện nha, chị để cho em, để em tự nói á, chứ tụi chị chỉ hỏi cho để mồi một tí về nội dung cho em thôi, em chia tay. sẻ. Dạ, chúng em cũng tìm một bạn gái, chúng là cũng cá tính, với lại hòa đồng, với lại biết đối nhân xử thế, cũng có vậy thôi. Còn ngoại hình thì cũng không cần đặc biệt đâu, chỉ cần ưa nhìn thôi chị ạ. Hơn tuổi em một xíu cũng được, tầm 2 3 tuổi. Rồi gì nữa, yêu cầu gì nữa Dạ không, em có vậy thôi. không? Rồi ok, cảm ơn em ha. Nếu được chọn thì chương trình sẽ liên lạc lại nha. Dạ vâng, em cảm ơn chị nhé. Rồi, cảm ơn em. Vâng. Alo. Alo em nghe ạ. Rồi, mời em giới thiệu công việc nè, quê quán của mình đang ở Long An rồi, thì mình sinh năm bao nhiêu? Đang làm công việc gì? Dạ, em tên Dương. Năm nay em 30 tuổi ạ. Em ở thành phố Tân An, em đang làm công việc IT. Làm cho công ty gì em? Em làm cho công ty Thuận Nhân á chị, ở Gò Đen, Bến Lức. Rồi vậy là đang ở chung với gia đình hả? Dạ em đang ở chung với lại mẹ em. Rồi, ok, rồi ba thì sao? Dạ ba em mất lâu rồi chị. Rồi, em chia sẻ một chút điểm mạnh, điểm yếu của mình giùm chị nha. Điểm mạnh là em có thể làm tất cả được các việc, còn điểm yếu của em là hơi nhút nhát với trước đám đông. Gì lẹ làng dữ vậy? Rồi còn điểm mạnh nào nữa không? Làm được tất cả các việc là việc gì? Như là em có thể như hư nhà em, có như sửa điện hay sửa nước hoặc là làm này kia thì em làm được hết. Rồi nấu ăn đồ được không? Nhớ của mình, nhược điểm của em luôn á, nấu ăn em dở nhất luôn á. Rồi biết cô gái không? Biết tâm lý đồ không? Thì em cũng đã từng trải qua 2 mối tình, thành ra em cũng được biết được chút chút. Rồi thì bây giờ chia sẻ luôn đi, tình yêu thì có bao nhiêu mối tình rồi, rồi tại sao chia tay? Em có được 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là lúc còn đang đi học sinh viên, thời sinh viên em được quen nhau được 1 năm thì chia tay, lý do là không hợp. Mối tình thứ hai là em được 4 năm, nhưng vì người đó cũng thay đổi á chị, ra rồi em cũng chia tay. Thay đổi là sao, em có người khác hay như thế nào? Giống như là tính tình của người đó không còn như lúc trước nữa, giống như là thay đổi cờ bạc rượu chè, rồi em nhiều lần mà em nói mà người đó không thay đổi được á. Gì cái cô đó rượu chè cờ bạc đó, hả? Em kể như quen đàn ông vậy. Dạ đúng rồi, tại người đó làm công ty trong khu công nghiệp đó chị. Trời ơi, rồi em có Rồi nhậu nhẹt gì không, nhậu dạ không chị, nhẹt dạ không chị, em thì quen cũng có đám tiệc thì cũng nhậu ít thôi chứ không nhiều. hay sao? Trời ơi, gì mà cô đó của tao gì nhậu nhẹt cờ bạc nữa hả? Nói chung là người đó theo chạy theo đua đòi á chị, tại lúc đó là còn người đó còn nhỏ mà mới có 22 23 tuổi à. Em quen được lâu không? Dạ cũng được 4 năm. Trời ơi, 4 năm rồi cung phụng cho bạn đó nhiều không? Bạn nói bạn đua đòi mà. Dạ nói chung thì cái đó là chuyện hơi có rồi, nhưng mà cũng vì vậy mà em cũng từng khuyên mà người ta không thay đổi á, rồi em cũng chia tay. Rồi
Rồi bây giờ mà em bao lâu rồi chưa có người yêu? Hiện tại em làm đây, em do làm công việc này cũng 4-5 năm rồi, sao chưa có quen ai vậy? Lý do tại sao em? Tại vì em nghĩ giờ trước mắt là lo công việc rồi sự nghiệp trước, xong rồi em mới nghĩ tới chuyện này, nhưng mà nhìn lại mình cái hình quá già luôn rồi. Ừ, rồi vậy bây giờ sự nghiệp có gì chưa? Dạ, sự nghiệp công việc của em giờ ổn định rồi chị. Rồi có tài sản hay là sự cái gì rồi? Dạ em cũng có nhà riêng rồi. Ờ, nhà riêng em tự mua hả? Dạ. Đất của lúc trước là đất của bên nội cho rồi em tự xây lên. À, là xây rồi là hai mẹ con đang ở đó đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi ok, vậy thì bây giờ em muốn tìm bạn gái như thế nào? Chỉ cần chia sẻ, chỉ cần thấu hiểu với nhau và chia sẻ cùng với em là được rồi, chứ không cần gì hết nhỉ. Ừ. Rồi ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn. À, bằng tuổi em cũng được, hoặc là lớn em 1-2 tuổi cũng được. Quê quán thì ở Long An hoặc là ở mấy tỉnh miền Tây cũng được. Rồi tuổi tác thì lớn hơn được không? Dạ được chị, lớn hơn em 1-2 tuổi cũng được. Ừ. Rồi rồi ngoại hình thì có cần phải yêu cầu gì không? Chiều cao hay là gì không? Em cao bao dạ nhiêu? Dạ em cao 1m7 vậy. Ừ. Cô đó cần anh mét mà gần 1m6 lại là được, đổ lên là được rồi chị. Ừ. Rồi em không thích bạn gái là điểm gì? Giống như là nhậu nhẹt với lại mà đua đòi thì em không thích thôi. Ừ, lên cũng phải kể trang vậy nha. Rồi rồi bây giờ em có tài lẻ gì không Dương? Em hả? Em thì như là không có tài, em hát cũng dở, mà nói chung là nấu ăn cũng dở, thành ra không có tài lẻ gì vậy. Không, hát cũng dở là trở thành tài lẻ rồi em. Đâu phải em muốn hát dở là hát đâu đâu, em hát vài câu chị nghe thử coi. Hát mà người ta bật cười đó là em thành công rồi đó, nó là điểm mạnh đó. Em không biết bật cười không, chứ em thấy hát xong người ta bỏ chạy không mà vậy. Cũng được nữa, giờ em hát thử chị nghe vài câu coi cũng được. Coi coi chị con chất giọng em coi. Sao mà dở đây? Nhìn mặt này cũng hay lắm chứ. Trời ơi, em hát dở lắm chị ơi. Nói chung là rồi, em hiểu được âm nhạc nhưng mà hát dở lắm. Không hiểu được nào, âm nhạc nào rồi. Rồi bây giờ nè, thể hiện vài ba câu chị nghe thử coi. Giờ em biết thuộc bài nào. Thường em nghe nhạc gì, bolero hay là nhạc trẻ? Thường em nghe nhạc bolero, nhưng mà thường là rồi dễ nè, hồn nở xa là vào đôi mắt em đi là dễ nhất. Rồi, vô. Bài chọn đó ai cũng bài biết. Chị vừa lựa chọn nghe bài em không nhớ luôn. Hát đi, đừng có giả bộ nữa nè, là dân cũng ca hát lắm nè. Chị kêu không nhớ được đoạn nào luôn á chị, giờ có nhạc lên em còn nhớ được chút chứ không có nhạc không nhớ. Bây giờ không có nhạc lên, cũng không có nhạc nữa. Lên nó có hát không có nhạc. Gọi đò ơi. Gọi đò ơi, ai giúp tôi sang kịp chị. Đưa kịp sang đò, bên kia sông này. Rồi lại. Gọi đò ơi, ai giúp tôi sang kịp. Nói chung là em biết nhưng mà em hát không được. Rồi ok em, thì chị thấy cũng có chất giọng được rồi đó. Rồi ok, dạ. Nếu mà được chọn thì chương trình liên hệ với em. À, nhưng dạ, mà xin nghỉ đâu có khó khăn không? Dạ không chị. Rồi. Ví dụ bây giờ mà báo cho em khoảng 3 ngày nữa ghi hình rồi, em có sắp xếp kịp không? Dạ kịp chị. Tại mới Long An lên Sài Gòn cũng gần mà. Ủa mà không đi làm gì hả? Xin đồ dễ lắm mà. Dạ công ty thì mà xin nghỉ trước ngày được chị. À, rồi ok em. Rồi trên tinh thần chuẩn bị nha, có người phù hợp là tụi chị liên hệ liền ha. Dạ rồi, rồi nó về ông bài đâu đấy, gọi đò hay là gọi ơi gì đó thì cứ về chuẩn bị. Dạ, rồi ok, rồi, cảm ơn em nha. Dạ. Rồi rồi chào em.